Đây là hình ảnh của chị Minh trước khi đến viện thẩm mỹ Arena 42 Lê Đại Hành, Hà Nội. 3, 2, 1. Wow! Em xin mời bác sĩ Nguyễn Thế Lưu phân tích tình trạng trước đây của chị Minh ạ. Xin chào tất cả các bạn. Đây là hình ảnh trước khi điều trị của khách hàng Minh, chị 53 tuổi. Chị đến với viện thẩm mỹ Arena với tình trạng là da bị lão hóa, nhăn trùng chảy xệ rất là nhiều. Cái nguyên nhân ở đây chính nó là sự đứt gãy của collagen và elastin ở vùng trung bì của da, dẫn đến hình thành nếp nhăn rất là sớm. Đấy, thì sau khi các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định phương pháp trẻ hóa đa nội bào cho chị, thì đây là kết quả sau quá trình điều trị. Chị Minh ơi, cảm nhận của chị sau khi xem kết quả trên gương là như nào ạ? Thật sự là chị rất là bất ngờ, không nghĩ rằng mình lại trẻ đẹp ra như vậy. Chị hạnh phúc lắm. Vâng, trong lúc chị làm thì mình có cảm thấy đau rát hay là khó chịu gì không ạ? Không, được cái là bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng, mà chị thấy nói chung là nhân viên với bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, chu đáo. Dạ vâng, động lực nào thì khiến mình đi làm trẻ hóa da ạ? Động lực thì thật sự với em là trước đây ý, như em đã nhìn hình ảnh của chị thì rất là xấu, trông chị già hơn tuổi rất là nhiều. Mà có lần chị đi xin việc ý, còn bị người ta lém hồ sơ vào mặt ý em ạ. Sau rất là nhiều lần mà cứ bị mọi người chê với kiểu có cái ý kiểu nhìn mình cái ánh mắt rất là coi thường ấy, thì chị cảm thấy chị rất là tự ti và chị quyết định là phải thay đổi. Không những thay đổi là giúp cho mình có một công việc tốt hơn, vừa là có cái thu nhập để lo cho cái tương lai con của mình nữa, và chị cũng tự tin hơn rất là nhiều trong cuộc sống em ạ. Mọi người có ai nhận ra sự thay đổi của chị không ạ? Có chứ, sau mỗi lần chị làm đây về thì ngay cả bản thân chị đã nhìn thấy chị thay đổi. Và sau đó thì đến bạn bè hay hàng xóm ai nhìn thấy cũng bảo ôi đợt này trông trẻ đẹp hẳn da ấy, và trông xinh hẳn da. Da chị hồi trước thì đấy đen lắm rồi là nhăn xấu lắm, thì bây giờ thì trông trẻ ra rất là nhiều. Vâng, thì em chúc chị là mình luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì em cảm ơn chị đã dành chút thời gian chia sẻ. Những chị em nào đang gặp phải tình trạng nhăn xệ như chị Minh thì hãy để lại số điện thoại hoặc gọi ngay hotline 094-567-4242 để được bác sĩ tư vấn miễn phí. Rất cảm ơn em và cảm ơn bác sĩ ạ.